xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhạc Bảo Minh và Diệu Nguyện xin kính chào các khán thính giả đã đến với chương trình Sống Đời Sống Phật. Chương trình này được phát hình trên băng tần 57.8 và Galaxy 19 khắp nơi tại Hoa Kỳ và Canada vào lúc 7 giờ tối mỗi ngày và được phát lại lúc 7 giờ sáng và 11 giờ trưa giờ California ngày hôm sau. Thuyết giảng chương trình hôm nay là Hòa Thượng Thích Viên Lý, Viện Chủ Chùa Điều Ngự và Trụ Trì Chùa Diệu Pháp. Hy vọng với sự chia sẻ của Ngài sẽ mang lại cho quý vị một đời sống thật sự an lạc và giải thoát, đồng thời góp phần vào tiến trình thăng hoa chung của thế giới nhân loại. Chúng con xin kính chào Thầy. Di Đà Phật xin kính chào cô Nhật Bảo Minh, kính chào cô Diệu Nguyện, kính chào Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Đi, cũng như quý khán thính giả của đài truyền hình IBC. Dạ thưa Thầy, vào chương trình lần trước thì Thầy đã chia sẻ về vị Pháp, nhưng Thầy không đi sâu vào nội dung của vị Pháp là gì. Thì trong chương trình hôm nay Thầy có thể chia sẻ là vị Pháp bao gồm những nội dung gì và tại sao Đức Như Lai lại nói rằng Ngài thiếu vị Pháp? Dạ. Cảm ơn cô Diệu Nguyện. Như cái chương trình trước đây chúng tôi đã có dịp chia sẻ với quý vị chữ Pháp, Dharma hay là Dhamma, nó mang rất nhiều cái ý nghĩa. Và thường đó, nếu mà chúng ta muốn cắt nghĩa cái chữ Pháp thì nó tùy theo cái trường hợp. Nếu mà chúng ta cắt nghĩa Pháp là giáo Pháp, như trong ba ngôi báu, tức là Tam Bảo gồm có Phật, Pháp và Tăng, thì chữ Pháp ở đây á, tức là giáo Pháp, là chân lý, là những lời mà Đức Phật đã khai thị. Tuy nhiên, chữ Dhamma nó còn chỉ cho một cái vật thể, một cái hiện tượng, một cái sự hiện hữu. Nó là một cái đối tượng của ý, object, of mind. Nó là một cái mà trong từ điển Phật học định nghĩa là nhậm trì tự tánh, quý sanh vật dài. Nó có cái khả năng gìn giữ, nó bảo vệ cái tự tánh của nó, khiến cho chúng ta nhìn vào chúng ta biết ngay cái này là cái A hay là cái B, cái chén hay là cái bát vân vân, không bị lẫn lộn giữa cái này và cái kia. Pháp cũng là những cái quy tắc, những cái quý phạm, những cái nguyên tắc, nó cũng là mang cái ý nghĩa đạo đức. Chữ Pháp rộng lắm, rất là rộng. Trong giáo Pháp thì Đức Phật dạy đó, ai thấy được Pháp, người đó thấy Như Lai. Thấy được Pháp là thấy Như Lai. Ai thấy được cái không tướng của các tướng, người đó thấy được Như Lai. Như là trong Kinh Kim Cang Đức Phật dạy là phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến, chư tướng phi kiến, tức kiến Như Lai. Phàm cái gì có hình tướng, cái đó là hư vọng. Tuy nhiên, nếu mình thấy được cái không tướng, tức là thật tướng của các pháp, điều đó có nghĩa rằng là mình thấy được Như Lai. Thân thể của chúng ta là một trong vô số những cái hình tướng. Do nó có hình tướng cho nên một ngày nào đó nó sẽ bị hủy hoại. Bây giờ 10 năm sau, 20 năm sau, 100 năm sau, chưa chắc mình đã còn ngồi ở đây. Có thể là 3, 40 năm sau thì quý cô trở thành quý bà lão, phải không ạ? Yeah, đúng rồi. Thành thử ra nó thay đổi cái hình tướng đó. Rồi từ cái chỗ mà lão tới cái già nó sẽ tàn tạ với thời gian, với tháng năm, rồi cuối cùng sao nó rửa nát mất tiêu đó. Nhưng mà cái mất nó không phải là một cái gì đáng sợ, phải không? Có nhiều người không hiểu được cái chết cho nên nó rất là sợ cái chết. Có một lần chúng tôi chia sẻ, nếu mình hiểu được cái chết thì cái chết không phải là một kẻ thù, mà ngược lại mình xem cái chết như là một người bạn rất là thân thiết, bởi vì mình đã tìm hiểu, mình chung sống với nó trong nhiều tháng năm. Cái chết nó đang có mặt trong đời sống của chúng ta. Nếu không có chết thì không có cái được gọi là sống.
hiểu được cái chết rồi, khi mình đối diện với chết, tử thần nó đến rước mình thanh thản, mình ra đi, ra đi một cách nhẹ nhàng, bởi mình biết chết chỉ là một cái sự bắt đầu, chỉ là một cái sự đổi thay từ một cái thân nó già nua, cái bộ phận này nó hư, bộ phận khác nó hư, mình thay cái gan thì nó là hư cái tim, mình hư cái tim nó là suy cái thận, suy cái, mình thế cái thận nó là hư cái phổi, thật ra là nó bị cao máu, nó bị dư mỡ, nó đủ thứ hết rồi. Cho nên bây giờ mình phải thay đổi một cái thân thể mạnh hơn, đẹp hơn, trường thọ hơn. Tại sao mình giữ một cái thân thể mà già nua, ăn không được, ngủ không được, đi đứng phải lụm cụm trên một cái cây gậy, trí nhớ nó mất dần, khổ lắm. Vậy mà ai cũng tiếc, cũng muốn giữ, muốn giữ, giữ làm gì? Tức là, cho nên mình, cái quan trọng không phải là sống hay chết, mà cái điều ý nghĩa và quan trọng ở đây là sống như thế nào và chết sẽ làm sao. Phải sống thật là khỏe, thật là tỉnh, thật là an lạc, rồi chết như là một cuộc trở về với chính mình, trở về với cái cõi Phật, cái cõi đó có một cái thân hình đẹp hơn, sang hơn, mạnh khỏe hơn, lâu dài hơn cả mấy tỷ năm, chứ không phải là chỉ có 100 năm. Thì có cái gì để mình sợ, phải không? Mình chỉ sợ là mình thiếu cái sự chuẩn bị cho cái sự thay đổi. Thay vì thay đổi một cái thân thể già nua, bệnh tật, xấu xí thành một cái thân thể đẹp, mạnh, thì mình lại thay đổi thành cái thân thể của con kiến, của con trùng, những cái thân thể mà cái đời sống của nó rất là đau khổ, rất là tối tăm, rất là ngắn ngủi. Cho nên trở lại, pháp ở đây nó hàm tàng rất là nhiều cái ý nghĩa, nó nội hàm một cái nội dung rất rất là phong phú. Cho nên nói ở đây Đức Phật muốn dạy chúng ta là không phải bỏ cái giáo pháp, cái chân lý, phải không ạ? Như cô Dường Nguyện có hỏi là như vậy Phật tại sao mà không có cái giáo pháp, không có chân lý thì đâu phải là Phật. Thì ở đây không phải vậy, mà Ngài vượt lên trên tất cả những cái sự vướng mắc của những cái đối tượng của ý. Mà cái pháp ở đây á, là những cái hiện tượng vân vân, những cái pháp trần đó, những cái mà chúng ta có thể tiếp xúc bằng ý thức, vượt lên, không có bị nó bao vây, không có bị nó trói buộc. Đó là cái điều khá thú vị. Hai cô có ý kiến hay là có những cái câu hỏi gì thì thầy xin mời. Dạ thưa thầy, những lời giảng của thầy về vị pháp thì làm con nghĩ là vị pháp bao gồm những năm vị khác, là vị sắc, vị thanh, vị hương, vị vị, vị xúc. Tại vì cái vị pháp là cái ý thức, là nó những cái gì mình thấy là mình phải thấy vào, rồi cái tâm mình phải nghĩ như thế nào vì những gì mình đã thấy, những gì mình đã nghe, những gì mình đã nếm, phải không Diệu Nguyện? Đúng rồi, Diệu Nguyện cũng nghĩ là vị pháp là bao gồm, là nó được tạo thành bởi năm vị còn lại, đúng không? Là do mắt mình thấy, rồi tai mình nghe, mũi mình ngửi, lưỡi mình nếm và tay chân mình cảm nhận được, thì nó mới vào trong bộ não của mình, mới cảm nhận, mới ý thức được, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Cái đó là quan trọng. Bởi vì cho nên trong kinh nó nói là các pháp là do duyên sanh, nhân duyên sở sanh pháp, ngã thiết tức thị không, diệt danh vì giả danh, diệt danh trung đạo nghĩa. Các pháp do nhân duyên mà sanh, cho nên ta nói cái đó là không, cũng gọi là giả danh, cũng gọi là trung đạo. Cái nghĩa là trung đạo. Trong cái tông Trung Quán đó, Ngài Long Thọ cái nghĩa rất nhiều về cái chữ pháp này, và cái quan điểm của Nhất Thiết Hữu Bộ cho rằng pháp là một cái gì rất là thực, nó đều là thực hữu, nhưng mà với cái quan điểm của Trung Quán phái thì không có chấp nhận cái quan điểm này, nhưng mà Duy Thức Tông thì xem á thức như là một cái thực thể tồn tại ở phía sau những cái thế giới hiện tượng. Ở đây là nói về vấn đề bản chất. Thì nó có nhiều vấn đề lắm, những cái khái niệm về hiện tượng, những cái cách nghĩa về những cái vật thể hiện hữu như thế nào
mình giảng cả tháng không hết. Nói về chữ pháp không, giảng rồi các pháp ở trong di thức có chia ra là 100 pháp, có 94 pháp hữu vi, 6 pháp vô vi, rồi trong câu xá tông chia làm 75 pháp, trong thành thục thực tông chia làm 85 pháp, vân vân vân. Nếu mà chia phân tách cái pháp nào thuộc về pháp nào, thuộc về cái loại gì, sắc pháp hay tâm pháp, hữu vi pháp hay là vô vi pháp, nhiều nhiều vô cùng. Nếu mà hai cô mà đi sâu vào trong duy thức học hay là về thành thật tông hay câu giáo tông, học hỏi được rất nhiều điều, rất là hay. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi phần 1 của chương trình Sống Đời Sống Phật. Xin quý vị vẫn giữ băng tần 57.8 để đến với phần tiếp theo của chương trình. Chúng tôi sẽ cùng giảng giải về Kinh Chủ Trương của Đức Như Lai. Xây thương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tâm.